fan sốc vì thông báo tuyển bạn gái của Quang Lê. Các bạn thân mến, nam ca sĩ Quang Lê vừa đăng tải một status trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng. Anh viết như sau: quyết định ai yêu mình sẽ yêu lại, độc thân cũng lâu rồi, ưu tiên con chủ tiệm vàng. Đây là một thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay Quang Lê vẫn bị cho là có bạn gái tin đồn là một hot girl ở Hà Nội. Anh cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hai người tình tứ với nhau trên trang cá nhân. Theo các thám tử cư dân mạng thì cô bạn gái tin đồn của Quang Lê là Lại Thanh với nickname là Thanh Bi. Thanh Bi từng gây sốt cộng đồng mạng vì quá giống với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Cũng bởi vậy, cô nàng gốc Huế còn được gọi với cái tên là Ngọc Trinh phiên bản 2 hay em gái Ngọc Trinh. Chia sẻ với báo giới, Thanh Bi cho biết cô và Quang Lê chính thức yêu nhau được một thời gian và dù không có quá nhiều thời gian dành cho nhau nhưng tình cảm vẫn hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, có vẻ như tình cảm giữa Quang Lê và bạn gái tin đồn đã kết thúc nên anh mới đăng thông báo tuyển bạn gái như vậy. Rất nhiều fan cho rằng Quang Lê chỉ đùa thôi, chứ đâu có lý nào một ca sĩ được nhiều người yêu mến như anh lại đặt tiêu chí con chủ tiệm vàng lên hàng đầu. Một fan có nickname là Hiền Vi Bùi bình luận: con chủ tiệm vàng, nhưng mà là vàng mã thì có duyệt không Lê yêu? Trước rất nhiều những bình luận xôn xao của cư dân mạng và fan, nam ca sĩ Quang Lê vẫn chưa lên tiếng đáp lời.